Thiên Chúa vô biên vô hạn, chấp nhận mang thân phận loài người hạn hẹp. Thiên Chúa an bình cực lạc, chiều hướng lấy sự phiền não của cuộc đời cần gian. Thiên Chúa sự sống, lại sẵn sàng đón lấy cái chết. Đây là một sự thật rất khó tin, nhưng chỉ có sự thật xảy ra trong đêm thánh dạo ấy mới làm cho mọi đêm đen sau này trên thế gian được phần nào vơi đi tăm tối. Đêm Bethlehem có một vì sao rực sáng để lùi bóng tử thần, để đất trời giao thoa. Đêm Bethlehem khơi nguồn ân phúc, đêm Bethlehem lung linh huyền nhiệm. Thank you.
Lạy Chúa Hài Nhi, ý định muôn thuở của Chúa là yêu thương. Xin giúp chúng con biết sống tinh thần Giáng sinh và sống tinh thần của năm thánh để yêu mến Chúa và anh chị em trong niềm vui sâu lắng của phúc âm. Và đêm nay, cùng với mọi người, chúng con hân hoan ca mừng Chúa đã đến. Chúc cùng lòng Chúa xót thương đã mang ơn cứu độ và hạnh phúc vào trần gian.